ấy thì anh vớt này lên nhé, xong anh tỉa này này thì là cái tóc nó đều, vớt cái kéo này tỉa này đều thì đúng rồi nó sẽ đều, tức là vuốt lần lượt, vuốt lần lượt nhẹ nhàng, đúng rồi, chảy từ đây chảy xuống, chảy ngược lên, xong là chảy xuống, chảy ngược lên chảy xuống thì chứ nó đều, chứ không phải là tỉa một chỗ, không thì... phải cầm này thì là nó lại mấp, cầm này thì nó lại đúng mấp, đúng rồi, đấy, nhân dần lên, anh cứ kéo cái kéo nó kéo thoải luôn, mái, kéo luôn, kéo luôn, kéo luôn, cái kéo nó phải kéo mái. Luôn, kéo ngược dài ra luôn, anh cứ kéo cái kéo, đấy, đấy, đúng kiểu đấy, đấy, đúng kiểu của nó thế, đúng rồi. Anh phải cứ đưa cái kéo thẳng, cứ vuốt thật thoải mái. Vâng. Không thì anh cầm này thì là anh bỏ ra thì nó thành mấp luôn. Dạ vâng. Nếu mà kẹp như thế mà không biết không kỹ thuật. Không khéo là chết. Không khéo là nó lõm luôn đấy ạ. Không nó thành mấp, để mấp xuống rồi. Nó sẽ thành mấp. Đúng rồi đấy ạ. Chứ anh thằng nào gõ kéo tốt, có phải nó cắt tóc đâu. Vâng. Toàn gõ kéo thôi. Hồi xưa đi cắt ở ngã tư Tràng Tiền ấy. Dạ. Mấy thằng nó gõ kéo này. Vào đã thích nghe rồi. Vâng. Nó nhìn đầu cái là biết loại này cắt như nào ra sao. Đưa cái nó vuốt cái lược lên này này. Xuống là phẳng hết. Vâng. Đấy, có... đấy là nét đẹp của Việt Nam đấy. Và nét đẹp truyền thống. Cứ tưởng nó cắt nhưng có gì đâu, toàn gõ kéo. Nhưng mà xong vẫn đẹp đấy ạ. Đẹp. Đẹp đấy mà nó mềm mại. Vâng.